primary field. In the Swana, a vital field here, Laravel. In a can container, a camp. Okay, chúng Laravel regional which is open source. Open source is out of the download subcode in your map. MVC model view controller. I have a symphony. Symphony is a which is framework boy to walk teach me that. Then we punk I learn near the way to mob. Laravel, we use symphony in the Bacatia framework we did. I have a lot of well. Then I'm saying, Laravel to. Okay, next is your server requirement. Now you can download and install Laravel. When you click install the error, you can select request. Đăng lại ba quyền nữ lại nhấn okay, cho một can ở dương bao là được gón cho được nâng phải xí là được gón cái bin ro folder php này này vừa trong cái ghế vừa dẫn anh dùng cái php time á thì dùng ro file này php.ini file 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 code file 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 control app. Về để search dựng vô ta phía tầm mốc á, ở vô PHP extension nó nghỉ file info hình enable đó bỏ vì ớt enable thế cứ vì đã xảy nhà xử lý khẩu lâm bị khẩu mục chứng dựng đó xử lý khẩu lâm bị khẩu mục hay restart Apache dựng ai search mới tam nâng á đóng bỏ mình bằng 2 error open SL dựng copy. Mà dân chám, dân tờ xe tử. Ok. Open SL. Dân vô qua tài cái lại extension đó nè. Nè, vì anh bộ là thứ nhất. Vì bác đó là sử dụng cái lâm lắm chênh. Thì ai cho PDO. Sơ kết. PDO. HLI, I open SL video, yeah, đó đi mua tiền đấy. Xem ra my HL, cái đó hết sale, về sale hết nhưng mà bạc là còn, thì nhưng bạc á, còn hai nhưng bạc hết nhưng restart về một đòn tiền thứ ba này, ok. Thì đang viết với thật nữ cả lại nhập tí tăng này dân thử cần phí chứ cho là được gón
bin PHP hay PHP version thì version đại dương cục phong tập phá đó thường mấy ai vòng 7 cho pi lang từ như mơ đi khoai máy nó khởi nhất thông chiếc risma 7 cho pi bỏ nhóm cứ vòng 7 cho 7 cho pram pi thì như mơ tam pi tăng ngừng lấy dương mà install, ca install dương thử ca composer chúng ta có một composer tại nhà composer đó cứ chỉ composer rằng composer viết cứ chỉ tool mới để dựng install rồi có add library PHP về để dùng install hay dùng trong update package na để lại vì na cứ dùng para tam việc composer được kia thì dùng chào thì mỗi thợ cá thì server requirement thì tiếp phí dùng thợ thả thợ cá composer thì bây ní vì chỉ optional đấy chúng ta này install ngày muốn hai ấy cho nên lấy dương install xa tiệt dạng mới hay dương install ba nọt chúng phụ là Laravel project cứ dương ai install nơi tiết tăng na của bạn này mình tha tại D tại C là thơ mấy trâu tìm miên composer sân tại dương get composer get quay là composer các bạn composer kia dân download nhận vô cái line composer set up okay. Dân check composer sân á à, computer và dân miền này dân cho cmd thì quay cmd ai dùng quay composer quay mở miền nữa mở miền hết mà chúng to tiên đi enter thì quay nhóm miền composer hai vậy nếu quay việc composer là cái store sắp nào muốn hái miền cái miền composer ấy cứ những ai install ba này ok
chứ mình đi ở ở toàn miền đấy dựng đào đốt composer sao nhé get composer đấy ok anh đi composer mình nhầm install đấy cứ double click đó ở dựng cho install for all user ok dựng click next next là hết đấy next thì cái lái này sầm khăn bây giờ bậc cao một phố bây giờ dân prao bây giờ cái lái choose the command line php mơ phi anh ấy bắt đầu đó dân người khi trang được một php version để dân prao sử dụng một phố sơ này ở đây dân man install thái bạn vị trình chân bây giờ vị trình miền ai thích mùi miền add path á nó phải dân install mày một bộ cứ dân thích cái lại những đồng bài add pad với cho được nâng system và bộ thì ở đây browse thì browse với cho được căn lại xí là được gón bín PHP này PHP version mấy anh cũng bay PHP live cái okay, PHP dot ini open thì làm cái trang này bán cái dân browser PHP của dân rồi thái dân click add path next install the my I will add cho được trong PHP version okay, finish action install mùi tiết được trong desktop open terminal nhưng sẽ command PHP mà để command mà dưới khi như bà ca tam tam command đi dưới composer create project Laravel tam ái dịch đa project name okay, xem pho thanh trong đặt blog okay, vì cách ném cứ dựng ảnh đô nó phê cao với bạn vì chỉ phụ đỡ xong đáp đau từ lửa Laravel thì enter ok, vì download mà đó version 11.0.8 bây giờ pra PHP crown 8.2 viên install version 10 nhưng vì assign to the PHP version để khi install và download từ internet mà P server thì việc trao cái FCC việc download đó lại vào đi vào viên này package FCC nhé tạm giữa composer này này vì chờ nào nó thì việc symphony ấy sẽ symphony mailer HP canal thì chờ nào ok và đây là install hai sạc đà môn và install tiếp của bạn này
Okay, you install finish, job.